Tada, xin chào cả nhà đến với lại kênh Lê Khúc Kinh. Thì hiện tại đây là một mùa trái cây rất là rộ nha cả nhà. Thì ngoài măng cụt nè, chôm chôm nè, trái vải nè, thì trái sầu riêng cũng là một nhân vật không thể thiếu trong cái mùa trái cây này cả nhà ha. Thì hôm nay kênh Lê Khúc Kinh sẽ chia sẻ với cả nhà một món ăn liên quan đến sầu riêng. Đó chính là món sầu riêng nướng. Đây cũng là lần đầu mình thử cái món này xem cái hương vị nó như thế nào nha. Rồi bây giờ các bạn hãy cùng mình nướng sầu riêng nha. Phần vỏ sầu riêng khi mà mình nướng thì nó sẽ có mùi thơm thơm, mùi mà cái vỏ bên ngoài nó cháy á, thơm, nó thơm thơm. Lát nữa sầu riêng nguội thì mình sẽ tách phần sầu riêng, mình xem bên trong như thế nào nha. Và mình sẽ ăn thử cái muối sầu riêng nó sẽ có vị khác với lại sầu riêng tươi như thế nào. Mình nướng một cái đít nó nứt như thế này là ok ha. Đó. Rồi. Cái vỏ của nó khi mà nướng nó rất là thơm rồi, thì bên trong ấm ấm và ăn vô cái vị nó sẽ dậy cái mùi nướng hơn một tí.
trong nó ấm hơn, đổ mồ hôi luôn ha. Khi mình nướng nó sẽ thơm hơn. Sau khi mà chúng ta nướng trái sầu riêng này xong á, thì đầu tiên là cái vỏ sầu riêng nó bị cháy nè, nên là cái vị nướng nó sẽ rất là đậm mọi người ha. Hương thơm sầu riêng á, nó sẽ nhiều hơn một tí khi mà chúng ta nướng á, thì cái mùi sầu riêng, cái vỏ cháy nên là nó sẽ có mùi sầu riêng nó nhiều hơn, nó đậm hơn một tí. Còn cái phần ruột bên trong á, thì sầu riêng sau khi mà mình nướng nóng rồi đó, nó sẽ ấm ấm cái phần ruột bên trong ha. Các bạn thấy nó sẽ có những cái lấm đốm đổ mồ hôi của cái sầu riêng, thịt sầu riêng á. Khi mà chúng ta ăn vào á, thì cái vị nó sẽ thoảng nhiều hơn, nó đậm hơn ha. Còn cái thịt sầu riêng, cái vị sầu riêng vẫn y như là sầu riêng tươi thôi, tại vì nó nằm bên trong nó cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều mọi người ha. Nhưng mà khi chúng ta ăn vào á, thì cái mùi sầu riêng nó sẽ đậm hơn, nó sẽ thoang thoảng cái mùi nướng nhiều hơn, nó sẽ tạo nên một cái vị khác sầu riêng tươi. Chứ không hẳn là mình nướng xong mình ăn như sầu riêng tươi thì mình nướng chỉ mất công, đúng không mọi người? Nên là cái vị sầu riêng bên trong á, khi mà chúng ta ăn cái thịt sầu riêng, nó sẽ thơm cái mùi nướng hơn, vẫn đậm vị sầu riêng như là sầu riêng tươi, nhưng mà nó sẽ có chút mùi nướng vào. Nên là các bạn khi mà có dịp đó, chúng ta sẽ nướng thử sầu riêng để chúng ta ăn thử ha. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, và đừng quên là cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình các bạn nha. Leo Cook Kinh. Các bạn có thể nướng than nè, rồi vùi vô rơm mình nướng nè. Mình thì mình nướng bếp ga cho nhanh đó. Nướng lửa ngọn nha cho dễ nướng. Nướng khi nào cái trái sầu riêng mình nó tét vỏ ra đó thì rất là dễ lột nha. Trái sống khó lột chứ mà trái nướng rồi rất là dễ lột, mà cái một cái vị nó thơm thơm, cái mùi nó thơm thơm nữa.